Xin chào tất cả mọi người, lại một thứ bảy nữa lại đến ha. Và hôm nay gia đình A Chảy có đám giỗ cho nên không có tụ tập anh em được, và team thiếu mất hai người, chỉ còn hai anh em tụi mình thôi. Và hôm nay tụi mình bởi vì ông anh hôm nay ông bị cảm cho nên không xuống nước được, anh em mình quyết định đi câu. Và đây là bộ đồ nghề cần câu của ảnh ha. Dòm vậy chứ nhiều nghề lắm á, bắt cá dưới sông, bắt cá trên bờ, nói chung là đủ kiểu hết trơn á, từ bắt chim trên cây nữa. Hôm nay tụi mình sẽ quyết định tổ chức đi câu, anh em cùng theo mình ha. Và một điều thú vị nữa là hôm nay mình có đưa hụt vịt nè, thằng nhóc nó đang cầm nè, tụi mình sẽ đắp sình nướng hụt vịt ha. Ok, chúng mình cùng đi. Gắp câu vô thôi. Cái này mình ghim mình để dưới luôn ha anh nhanh. Tầm nào nó ấy là mình qua mình dở cần lên hả? À thông thường cái lưỡi câu của mình nó câu được cá gì anh? Đúng nổi hết. Là con, con gì cũng câu, cũng câu được hết à. Lương đồ câu được không? Ăn thì dính luôn. Ăn dính luôn. Thấy. Bữa nay ảnh mang đi 3 cần. À, theo như là anh nói là cũng lâu lắm mà anh không có đụng tới cần câu. Giờ cần câu bị mang nhện nó đóng luôn rồi. Cái này là cái gì ta? Cái đầu cắm xuống á. Cái này là ghim xuống đất để chống cần câu phải không? Đó, ghim vậy nè. Đó. Ghim vậy nè, ghim cắm xuống đất vậy nè. Đó. Nghe. Con dao. Dao này để khi nào mà câu không được cá hay quạo lên, ai hỏi tới quạo là đâm á. Này là cái gì? Súng lựu đạn gì chổng. Nó đi câu cá mà đem đồ quất cấm là chết tôi rồi. Lưỡi câu nhóc hết trơn rồi mấy bạn. Lưỡi câu ha. Đồ má quỷ gì, nói chung đủ thứ lưỡi chổng. Lưỡi rồi chì câu rồi. Còn có nguyên chục chì câu chà bá luôn. Rồi cái gì đây, ở trong này là một số đồ linh tinh mình không có đem ra nữa. Mồi câu trùng á, trùng này nãy ông mới đi mua về. Đào cũng được nhưng mà mất thời gian lắm. Không câu phan câu gì sẽ biết canh tóc để câu có tre chứ. Ở trong đây bước qua cần câu có bị cậy không anh nhanh? Ở ngoài quê em má mấy thằng đi câu bước qua cần câu rụng má nó bắt nhắm mắt bước lại. Nó kêu bước qua cần câu chung. Đàn ông bước qua là nhồi. Bước qua cần câu nó kêu bắt nhắm mắt bước lại. Mình cũng xác định luôn với mấy bạn nghe. Đi câu là chủ yếu là để giải trí thôi chứ thực tế nói mà câu có cá là không có đâu mà nghe. Câu mà có cá để nướng ăn như bữa đánh chài là không có đâu nghe. Bây giờ nãy qua giải trí giết thời gian thôi. Thì clip này mình cũng truyền tải tới bạn là tem tụi mình là chuyên bắt qua bắt cá, đi chơi giả ngoại. Thì nói chung không riêng một món chài hay là gì là đủ món hết trơn á. Mấy nữa mình sẽ làm clip làm nhà chòi rồi làm bè chuối rồi ha. Nhưng mà đợi khi nào tem đông đủ hết đi rồi tụi mình sẽ quyết định làm bè chuối. Bè chị câu sâu. Đâu có được mấy lần. Lâu quá không còn mấy thứ. Kiên quá trời kiên.
nay có hai anh em mình với mấy đứa cháu cho nên là cũng không có chuẩn bị gì nhiều. Nãy mình đi qua mình ghé cho tập quá, mình có mua được một chục trái trứng hụt dịch ha, một chục trái trứng hụt dịch nè. Rồi mình quyết định lát nữa mình sẽ đốt lửa lên, xong rồi mình đi lặn xuống ao, mình lấy sình non lên đó, mình đắp vô trái trứng ha, mình nướng. Cái này thằng bạn nó chỉ cho mình mà mình cũng chưa nướng bao giờ hết, để lát nướng thử ăn có ngon không. Còn đây nãy mình ghé mình mua được một hũ muối tiêu luôn, chứ ăn mà không có muối tiêu thì cũng dở lắm. Đây nè, hôm nay tụi mình sẽ ăn hụt vịt nướng sình với lại Coca-Cola. Coca mình đổ sẵn như đây rồi, tu cho dễ khỏi mất công ly chén gì cho mệt. Bây giờ mình sẽ đi qua bên kia mình lấy củi về. Nãy giờ mình mới đi lấy củi về, kiếm được bó đồ mồi ha. Cái lá dừa khô này để mồi cho nó bén, cháy dữ lắm luôn á. Cái một ít củi bên đây giờ mình bỏ bẻ củi ra, nhóm lửa lên. Rồi sau đó mình lội xuống sông lấy sình nướng bọc trứng. Quá vậy mà không cháy nữa chắc tôi chết luôn anh nhanh. Rồi đây đó cho chú, lá qua chú đốt. Giờ chú đi lấy sình. Mình sẽ xuống dưới ao mình lấy sình non lên để mình đắp trứng thôi. Mát quá. Tới đâu em bơi cho mát mà, lâu không xuống đây ao, xuống ao không lẽ xuống liền lên liền. Xin chỗ này nè, không thấy hả? Tao mềm quá anh nhanh, em sợ mặc vô cái nó vuột ra. Nè chỗ này có mà. Mình lấy cái lớp dưới á, đừng lấy lớp trên. Lớp dưới dẻo không? Chưa đạp trúng cái lớp vỏ nó hết đá luôn à. Dạ. Dạ. Đây con. À đây à. Dạ. Đó. Đất đo luôn không thấy được. Đất sét nè mấy bạn ơi, đất sình nè. Lấy lên để đắp trứng nè. Mình đi lấy lá chuối về rồi, đất sình cũng có sẵn đây rồi. Bây giờ mình sẽ bọc trứng lại ha. Cái này lần đầu tiên mình làm nha mấy bạn, cho nên là mình phải tham vấn ông anh Tiến. Mỏng sao anh nhanh, nhẹ qua coi dùm em gái. Vậy hả? Có trái không? Yeah.
sáng mình mua chục trứng mấy bạn ơi. À, một trứng, hai trứng. Rồi ok, 10 trứng của chúng ta nè các bạn. Giờ mình sẽ đặt trứng lên đống củi. Ok, sau khi mình bỏ trứng lên ha, đống củi, thì mình bây giờ tới công đoạn gần như là cuối cùng rồi đó. Mình sẽ châm lửa đốt nhà, đốt lửa. À, 3, 2, 1, khai hỏa nha. Hấp dẫn lắm đây. Đốt khủng trái rồi, con chạy ở đây nó chửi bỏ mẹ luôn. Lửa lên rồi mấy bạn ơi. Bây giờ chỉ còn chờ ăn thôi. Còn mình nói trước với các bạn nha, hôm nay là câu cá, là anh em mình câu cá giải trí với thời gian thôi, coi như đi uống cà phê thôi. Ok, trứng nướng, món trứng nướng của tụi mình đã hoàn thành đó các bạn ơi. Mà nãy quá tài nó khét, ông anh mà ông không có nhắc là đá nguyên đống than luôn á. Để mình thử trứng nướng đất này với trứng luộc của mình.